Một bài rap về nạn phá thai đáng phải suy ngẫm. Bước ra từ trong bệnh viện như con nghiện, đó là một nữ sinh biết ăn chơi, biết cách xấu thể hiện, nhưng cô ta không hề biết cách giữ mình. Khi bạn trai nói gì cũng có lý, cô mất lý trí chỉ biết ngồi lắng nghe. Để 20 tuổi trong tay chả có gì, nhưng cô mang trong bụng lại là một đứa bé. Bước tới nơi đó cô ta không ngần ngại, cô đâu biết điều sắp làm là quá sai. Dù có phân vân nhưng cô không dừng lại, quyết định cuối cùng vẫn là phải phá thai. Để rồi lúc âm dương mở cái câu nói, trung tâm phá thai gần chợ đầu mối. Lọc có tiếng chân bước vào là thần chết đến đón một linh hồn bị cuộc đời từ chối. Họ không cho phép nó được tồn tại, tiếng khóc oán than vang cả bầu trời. Con xin thượng đế giữ linh hồn lại, đừng bỏ con vì con muốn chào đời. Con muốn được sống, muốn được sinh ra, muốn được khôn lớn bên mẹ bên cha, muốn được ông bà đặt cho tên ba. Mẹ ơi đừng bỏ lại con ở đây mà. Xung quanh toàn là cây cỏ, nơi an táng nó quanh năm khô quạnh. Trên bia mộ nó người ta ghi đỏ, nó từng hữu vị nhưng mà vô danh. Sinh linh vô tội đâu hề có lỗi, tự hỏi phá thai là điều có nên. Ở nơi nghĩa địa đêm khuya gió thổi, thân xác cỏ hồn nhưng không có tên. Bài nhạc này viết vào lúc canh ba, phổ độ riêng cho những linh hồn dại. Thời gian là thứ sẽ cho nhanh qua, nhưng những điều sai sẽ luôn tồn tại. Người mẹ kiên quyết và không đổi ý, bỏ đứa con để cuộc đời vinh hoa. Nó vẫn không biết mình đã mang tội gì để không được hít thở và không được sinh ra. Họ không cho phép nó được tồn tại, tiếng khóc oán than vang cả bầu trời. Con xin thượng đế giữ linh hồn lại, đừng bỏ con vì con muốn chào đời. Con muốn được sống, muốn được sinh ra, muốn được khôn lớn bên mẹ bên cha, muốn được ông bà đặt cho tên. Và mẹ ơi đừng bỏ lại con ở đây mà.